Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình nhận tiếp được một cái thùng Rubik. Nó một thùng vậy thật sự chứ trong đây nó có một con mà là một con siêu VIP siêu hiếm luôn. Hình như là lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam luôn. Đây, mình sẽ mở ra mình cho các bạn coi là con gì nha. Bảo đảm là các bạn bất ngờ luôn. Rồi, đây, tèn tèn tèn, các bạn thấy cái gì chưa? Đó, gan mi ơ mà màu hồng đồng hoàng. Cái này là màu hồng mà kim tuyến luôn nè các bạn. Đó, cái này nó như màu cam á, này là màu cam luôn chứ không phải là màu hồng nữa, màu cam. Đó, các bạn thấy đọc đọc chưa? Đó, nhưng mà thật sự nó là của gan Montego thôi. Đó, chứ không phải là nó như là con gan bình thường. Thì đây nè, đó Montego thì mình cũng đã có nè. Đây, con này là con Rubik rắn nè. Rồi con này là con 3x3 bình thường nè. Ở 3x3 Montego. Đó, các bạn thấy chưa? Còn tại sao á? Thứ nhất á, là con này nè, các bạn bảo đảm với các bạn ở Việt Nam mình hầu như là không ai có luôn không? Thứ hai á, là mình khoái nó đóng trong những cái hộp như vậy nè. Ở nhìn đó, nó cao cấp không, cái hộp này rất là dày mà đóng như vậy á, nhìn nó thứ nhất là nó vừa cao cấp rồi thứ hai á mình trưng gì nó cũng đẹp nữa nè. Đây nè, không mình cũng có những cái con của Quy nè đó, rồi Quy nữa nè đó, các bạn thấy không đó. Đó, bởi vì mấy cái hộp vậy mình rất là thích luôn. Đây có cũng của Quy luôn đó. Bây giờ đó, không, bây giờ là mình săn thêm được thêm một được một hộp này nữa nè đó. Thì bây giờ mình sẽ khui ra để mình coi cái cảm nhận nó như thế nào nha. Đây, quan trọng là mình xé cái này nè, cái này mới là quan trọng nè. À, hồi trước mình không biết, mình cứ xé uổng lắm rồi giờ biết rồi, rút nó ra để dành lại, xong rồi cái hồi nữa mình dán nó lại. Như nó có cái nút bấm ở đâu đây nè. Đó, thấy không? Bấm cái là nó bật ra, hồi trước không biết. Ui để quay. Ô các bạn thấy kim tuyến không? Đó, nó làm kim tuyến rất là đẹp luôn. Cái tích cơ của nó nè, trời ơi, chỉ có điều tiếc một cái là nó không có 500 thôi. Con này mà có 500 nữa là hết bài luôn đó các bạn. Wow, có 500 nữa là thôi hết bài luôn, chỉ tiếc là không có 500 thôi. Ô nó có cái gì đây? Khoan khoan khoan, cái gì nè? Ủa nó có cái gì sao giống 500 khăn lỗ vậy ta? À, không phải rồi các bác ơi, cái này nó chỉ là cây vít con ốc thôi, để mình mở ra để mình bung ra thôi, chứ không phải là 500, không phải là 500 khăn lỗ các bạn ơi. Là mình tưởng nó khăn lỗ nè. À, thấy thấy cái dấu vít rõ rõ ràng không? À, nhưng mà được cái thích cơ nó đẹp đẹp ghê luôn đó các bạn. Trời ơi, cái thích cơ thì thôi khỏi chơi luôn. Này là như là màu cam thì phải. Màu cam mà kim tuyến nè, các bạn thấy kim tuyến không? Đó, để nó chi tiết cái là nó không có 500 thôi, các bạn thấy đẹp không? Nó quay rất là mượt luôn mà chi tiết là không có 500 thôi nè. Montego đó, đây nè, đây là mình có con gan mi ơ nè đó, này mà đúng gan mi ơ luôn nè đó. Cái này có 500 nè, không 500 thấy rõ luôn nè, không đi tới đâu là khựng tới đó nè đó. À đúng rồi, con này nó cũng làm kim tuyến nữa nè, các bạn thấy kim tuyến lấp lánh không? Nhưng mà cái này nó là màu tím, còn còn cái này là nó làm cái màu cam. Phải chi mà thằng Montego này mà nó mất thêm 500 nữa, nó làm 500 nữa coi là coi như hết bài luôn. Ủa nếu mà tính vậy thì cần gì là cái con gan này nữa, đúng không các bạn? Đâu để mình mở cái ốc nó ra coi, mình mở cái nắp nó ra coi nha. Ây cha, mở cái nắp nó ra sao đây? Sao khó mở dữ vậy các bạn? À đây. Ồ cái nắp của nó hình như nó cũng y như là con gan này thôi các bạn ơi. Nè. Đó, nó cũng như nhau à. Đó, đâu khác gì đâu, thì nó cùng một hãng mà, thì còn thằng này thì nó kêu là tên gọi là Montego như vậy thôi nè, bây giờ mình gắn qua đây vẫn được nè. Đó không, mình gắn qua đây. Này mình gắn qua đây nè, đó, vẫn được.
không? Trời ơi, quá hết bài luôn. Chỉ tiếc cái là không không có 500 thôi. Trời ơi, lần đầu tiên con gà ngon Mia. Trời ơi, còn gì bằng nữa các bạn ơi. Rồi, đó, đợt này là chỉ mua có đúng con này thôi, tại vì mình thấy con này nó đẹp nè, với lại nó lạ nữa, mà hình như là hầu như ở Việt Nam mình không có luôn. Đó, mình là người đầu tiên thì chắc có thể khi cái video này mà các bạn coi đó, có thể là một số người đã có, tại vì thường thường á mình ra video mình ra rất là lâu, kiểu mà mình quay xong rồi mình để như rất là lâu mình mới chiếu lên. Đó, thì chắc có thể là cũng sẽ có nhiều người có, nhưng mà khi mà mình mua đó, lúc mà mình mua là hình như là đầu tiên ở Việt Nam luôn á, tại vì mình chưa thấy cái shop nào ở Việt Nam bán mà cũng chưa thấy một bạn nào review luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Chào tạm biệt.